Đây các bác ơi, bọn em đây phải giữ dân cho các bác này nhé. Đây này, cái lô loa đây là bọn em thấy gần nó cũ đấy, bọn em nó khô cái dầu dưỡng ấy, bọn em là bôi lại cho các bác này. Đấy, đấy giữ gân đây nhá. Đấy, đây cả hai chiếc này. Đấy, thì cái lô này này bọn em giờ phải quyết giữ gân lại cho các bác toàn bộ luôn đấy. Cái nào cũng đấy, đây này, như cái này cũng thế này. Đấy, bây giờ quyết lại cho bác này. Đây là chưa quét nhé, đấy hơi hơi khô đấy, và bây giờ bọn em sẽ quét vào đấy, quét giữ gân cho các bác, quét hết giống như thế này luôn đấy, và đây là quét xong này, cái này là quét đây này đấy. Sau khi cái lớp keo sửa nó khô á thì nó sẽ đây này, nó sẽ bóng như thế này các bác nhé. Đấy, nó sẽ có một lớp keo như thế này đấy, cái này là bọn em đã quét xong rồi đấy, quét xong đấy, để một lúc thì cái màu sữa này nó sẽ chuyển sang cái màu ấy các bác nhá, cái màu trong bình thường nhé. Đấy, cái này để ra không khí là tự nó chuyển đấy, đấy mà thấy đấy, quá xem này, đấy mọi em dưỡng rất là đẹp đấy. Đây, đây bọn em đang phải quét đây này. Đấy. Dưỡng xong vào phần màng rồi nhá. Cái lọ đây là cái lọ keo rửa gân quá này, bọn em mua này. Lọ này thì rất là đắt đấy, không phải ai cũng mua được đâu, phải đặt chuyên dụng mới có nhá. Đấy, các cửa hàng bây giờ là không có đâu. Chưa giữ được mắc lắm đấy các bác ạ. Làm mất thời gian lắm rồi, cứ phải làm cho bác này cho nó mềm với gần đánh về, đánh cho nghe tiếng nó hay. Xong nhá. Nói chung là tay nghề chưa cao lắm, liêm liêm tí các bác thông cảm nha. Kể là hay quá. Đây là chiếc này là xong rồi đấy, để một lúc là nó chuyển sang màu này rồi đấy, trâu bình thường rồi. Đấy. Là xong rồi. Cảm ơn tất cả các bác nha. Đấy, em cho các bác xem cái quy trình bôi dưỡng gân cho các bác.